Chào mọi người, chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình đã làm các video chia sẻ về những loại đá có màu xanh lá cây. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm về một loại đá có màu sắc khác. Trong thế giới đá quý thì màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định về giá trị của viên đá. Vì cấu tạo võng mạc mắt con người mà chúng ta bị thu hút bởi ba màu chính là đỏ, lục, lam. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một loại đá được người Việt gọi là Ngọc Hải Lam, đó chính là Aquamarine. Aquamarine là một trong những dòng đá quý thuộc nhóm Beryl. Bản thân Beryl tinh khiết không màu, nhưng khi lẫn tạp chất vào bên trong thì sẽ cho ra nhiều loại đá quý có màu sắc khác nhau. Nổi tiếng và có giá trị nhất trong nhóm Beryl có thể kể đến Emerald, tức là ngọc lục bảo, và Aquamarine, hay còn gọi là ngọc hải lam. Tên gọi Aqua bắt nguồn từ tiếng Latin, Aqua có nghĩa là nước và Marine có nghĩa là biển. Bản thân tên gọi Aquamarine cũng cho thấy đó là một loại đá có màu xanh biển đặc trưng. Nó được tìm thấy ở Brazil, Nigeria, Madagascar, Pakistan, Mỹ và những nơi khác, bao gồm trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, Aquamarine được tìm thấy tại khu vực huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Aquamarine ở đây được đánh giá là có chất lượng tốt. Màu sắc của Aquamarine được trải dài từ màu xanh nhạt tới màu xanh đậm. Đa số Aquamarine được tìm thấy trong tự nhiên có màu xanh nhạt. Tuy nhiên, như mình nói lúc đầu thì màu sắc ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị của viên đá. Màu sắc càng đậm thì giá trị càng cao. Vì vậy, người ta cũng sử dụng nhiều biện pháp can thiệp nhằm làm tăng cường màu sắc của Aquamarine, khiến viên đá trở nên thu hút và quyến rũ hơn so với ban đầu. Đá Aquamarine hiện nay được xử lý dưới hai hình thức. Thứ nhất là xử lý nhiệt và thứ hai là xử lý epoxy. Việc xử lý nhiệt giúp Aquamarine có thể được tăng cường màu sắc, còn việc xử lý keo epoxy giúp Aquamarine có thể tăng độ bền và tính thẩm mỹ. Nhiều khách hàng không có kiến thức về đá quý, họ thường hoang mang khi nghe từ xử lý. Nhưng thực ra việc xử lý trên đá quý nó đã xuất hiện cả trăm năm nay, và đó đơn giản chỉ là cách người ta dùng nhiều phương pháp can thiệp nhằm làm tăng vẻ đẹp, giá trị và độ bền của viên đá. Aquamarine có độ cứng từ 7,5 đến 8, rất phù hợp để chế tác thành các trang sức. Và thực tế thì trên thị trường, đá Aquamarine cũng khá phổ biến dưới dạng nữ trang. So với người anh em ngọc lục bảo thì Aquamarine có độ tinh khiết và kích thước lớn hơn. Viên Aquamarine lớn nhất thế giới được tìm thấy vào năm 1980 tại Brazil. Nó có trọng lượng hơn 45kg và được đặt theo tên hai vị hoàng đế đầu tiên của Brazil là Dom Pedro. Viên đá sau đó được một nghệ nhân người Đức chạm khắc tinh xảo, và hiện tại nó đang nằm trong Viện Bảo tàng Smithsonian Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.